Chào mừng bạn đến với MyDio, kênh tóm tắt sách, lan tỏa tri thức giúp sức thành công. Thật vui khi cùng bạn tiếp tục hành trình, chia sẻ kiến thức phát triển toàn diện bản thân. Video ngày hôm nay, MyDio xin gửi tới các bạn phiên bản tóm tắt của cuốn sách Đời sống tự do của tôi, tác giả Marianne Kengel. Chúng ta thường nói rằng những giấc mơ là tốt đẹp khi bạn còn trẻ, vô tư và được làm bất cứ điều gì bạn thích, bỏ công việc bạn ghét, đi du lịch, theo đuổi đam mê. Nhưng ngày nay, ngày càng có nhiều người thoát khỏi những văn phòng hiện đại nhàm chán để tạo ra cuộc sống theo cách riêng của họ. Cuốn sách Đời sống tự do của tôi, của tác giả Marianne Kengel chia sẻ với bạn một cuộc sống tự do và làm những thứ mình thích mà vẫn mang lại một cuộc sống viên mãn. 1. Tự kinh doanh sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều so với một công việc an toàn. Chắc chắn rồi, tôi thích sống tự do và làm những gì tôi muốn. Nhưng thực tế, tôi có trách nhiệm gia đình và các hóa đơn phải trả. Để làm được điều đó, tôi cần một công việc và thu nhập ổn định. Nếu bạn đang gặp tình trạng tương tự như vậy, làm công việc mình ghét ở các văn phòng nhàm chán, rồi đổi lấy một mức lương đáng tin cậy và một khoản nghỉ hưu xứng đáng để bạn có thể cống hiến những đam mê thực sự của mình. Đây là thỏa thuận lồng ghép một công việc ổn định nhằm có sự an nhàn khi nghỉ hưu bằng cách hy sinh sự tự do của mình. Bạn đang phải lựa chọn giữa sự an toàn và sự thỏa mãn. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Việc phá vỡ thỏa thuận lồng ghép sự nghiệp cũ có nghĩa là chỉ trông chờ vào một công việc ổn định không còn là một trò chơi thông minh nữa. Bạn nên tự kinh doanh, giống như những người làm nghề tự do, bạn đang phải gánh chịu một lượng lớn rủi ro. Nhưng bạn có thể tự do làm điều mình yêu thích mà không bị phụ thuộc vào những yếu tố khác. 2. Làm những gì bạn yêu thích là điều kiện tiên quyết của thành công, nhưng trước tiên bạn phải tìm ra đó là gì. Cuộc sống thật ngắn ngủi. Khi đó, bạn sẽ nghĩ rằng bạn thực sự muốn làm gì với quỹ thời gian có hạn của mình trên trái đất sẽ được coi là câu hỏi quan trọng nhất. Nhưng bạn đã nhầm. Bạn có bao giờ nhận thấy rằng những người thay đổi thành công đều yêu thích những gì họ làm không? Đó là bởi vì bạn khó có thể đến được đâu với một ý tưởng tuyệt vời nếu bạn không quan tâm đến nó. Và làm những gì bạn yêu thích không chỉ khiến bạn hạnh phúc mà còn là điều khiến bạn tiến xa hơn và đạt được thành công. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải tìm ra những gì bạn thực sự muốn làm. Việc xác định điều đó nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó thực sự khá phức tạp. Bất cứ khi nào đề xuất một ý tưởng hấp dẫn, người lớn sẽ nói rằng nó không khả thi. Đây là chu kỳ chết của ý tưởng và đó là lý do tại sao rất nhiều người cuối cùng mắc kẹt trong một văn phòng suốt đời. Để thoát khỏi chu kỳ này, hãy thử bài tập sau. Tất cả những gì bạn cần là một ít giấy và một chiếc bút. Sẵn sàng chưa nhỉ? Tuyệt vời! Bây giờ hãy trả lời những câu hỏi này một cách tự nhiên nhất có thể mà không cần tự suy đoán hoặc tự chỉnh sửa. Lần cuối cùng bạn cảm thấy còn sống và hoàn toàn tham gia vào khoảnh khắc này là khi nào? Nếu một thần đèn bật ra từ một cái chai và cho bạn 12 tháng nghỉ với lương đầy đủ, bạn sẽ làm gì? Ở đây, bạn sẽ muốn lưu ý những gì cụ thể khiến bạn hứng thú về kế hoạch của mình. Ví dụ, nếu đó là một tác phẩm nghệ thuật, thì điều gì làm cho ý tưởng trở nên hấp dẫn? Đó có phải là tác phẩm nghệ thuật thực sự hay những người bạn sẽ cùng làm ra nó? 3. Điểm yếu của bạn thường là điểm mạnh của bạn, chỉ cần đặt nó ở trong môi trường phù hợp. Khi còn trẻ bạn luôn được nghe rằng bạn phải giỏi mọi thứ thì mới đủ giỏi. Hồi tưởng lại trường học, khi bạn nhận được phiếu điểm của mình, điểm nhấn ở đâu, vào những môn học bạn xuất sắc hay những môn bạn phải vật lộn. Cha mẹ và giáo viên của bạn đã khuyến khích bạn cải thiện những môn học kém hơn của bạn hơn là vượt lên những gì bạn giỏi nhất. Đây chỉ là một trong những cách trẻ được dạy để phấn đấu cho điểm trung bình hơn là dựa trên điểm mạnh của chúng. Những người sống trong phạm vi tự do có một cách tiếp cận khác và đó cũng chính là những gì bạn sẽ làm. Vì vậy, đây là câu hỏi cực kỳ quan trọng, làm thế nào để bạn xác định được siêu năng lực của mình? Chớ trêu thay, nơi tốt nhất để bắt đầu là nhìn vào cái gọi là điểm yếu của bạn. Hãy nghĩ về điểm yếu của chính bạn và bạn sẽ nhanh chóng xác định được những điểm mạnh tiềm ẩn tương tự. Giả sử bạn đang gặp khó khăn khi tập trung vào một việc và tiếp tục quay vòng giữa các dự án khác nhau. Đó rõ ràng là một vấn đề nếu công việc của bạn chỉ là làm một việc tại một thời điểm, nhưng phẩm chất này có thể là một tài sản lớn trong một môi trường khác. 4. Đưa ra một ý tưởng hoàn toàn mới không phải là cách duy nhất để trở nên độc đáo. Không phải cứ là ý tưởng mới sẽ thu hút và thành công. Một cách để trở nên độc đáo mà không cần sáng tạo lại là đặt dấu ấn của riêng bạn lên những ý tưởng hiện có. Tiếp theo, bạn hãy để ý đến các kết nối là một cách tiếp cận khác đối với sự độc đáo. Đọc sách mà không ai khác trong lĩnh vực của bạn đang đọc. Bắt đầu để ý những gì đang diễn ra xung quanh bạn. Sau đó,
bắt đầu tạo kết nối giữa những phần không liên quan trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Nhưng hãy nhớ, độc đáo không chỉ là về ý tưởng. Bạn cũng có thể tự phân biệt bằng cách giao tiếp ban đầu. Phát triển một phong cách rất đơn giản, nhưng cần phải thực hành. Truy cập một trang web như blogger.com và mở một blog miễn phí. Viết 2 lần một tuần về chủ đề bạn đam mê và công bố kết quả, bất kể điều gì. Đây là một trong những cách tốt nhất để làm sáng tỏ suy nghĩ của bạn. Theo thời gian, bạn sẽ bắt đầu khám phá ra một thông điệp là của riêng bạn. 5. Có 4 loại hình kinh doanh tự do chính. Khi mọi người mơ về việc mở một quán cà phê nhỏ dễ thương, họ thường không nghĩ đến thực tế của việc vận hành một doanh nghiệp nhỏ, mà là cuộc sống mà họ tưởng tượng đi kèm với nó. Nói cách khác, những gì họ muốn là sự độc lập và khả năng làm việc theo nhịp độ để đặt ra các ưu tiên của riêng họ. Nhưng đây là vấn đề, quán cà phê, cửa hàng không phải là những doanh nghiệp hoạt động tự do tuyệt vời. Tất cả đều yêu cầu số vốn khởi nghiệp lớn và rất khó để thử nghiệm. Quan trọng hơn, thật khó để kiếm tiền với họ. Điều này là do bạn phải trang trải các chi phí cố định như tiền thuê nhà và tiện ích và không thể theo kịp những chi phí đó là lý do số 1 khiến các doanh nghiệp mới hoạt động. Vì vậy, đây là quy tắc đầu tiên của phạm vi tự do, giữ chi phí ở mức tối thiểu. Thứ nhất là xem xét các dịch vụ. Đây là bất kỳ công việc nào mà bạn được trả tiền cho thời gian của mình. Hãy nghĩ đến các nhà thiết kế web, nhà trị liệu và nhà văn tự do. Dịch vụ có một lợi thế lớn. Bạn thường có thể bắt đầu ngay lập tức nếu bạn đã có các kỹ năng và bạn có thể không phải đầu tư nhiều. Về mặt tiêu cực, họ bị ràng buộc về thời gian. Bởi vì bạn chỉ có thể nhận được rất nhiều khách hàng trong một tháng, nên có một giới hạn khó đối với thu nhập của bạn. Ngoài ra, một lựa chọn khác là bán các sản phẩm ảo. Những sản phẩm này bao gồm thông tin có trong sách điện tử, hướng dẫn hoặc các khóa học trực tuyến. Không giống như dịch vụ, không có giới hạn nào về khả năng kiếm tiền của bạn khi bạn đã tạo ra sản phẩm của mình. Bạn có thể bán sản phẩm đó nhiều lần. Nhược điểm là gì? Bạn sẽ cần nhiều kiến thức về thị trường để tạo ra một sản phẩm bán được hàng ngay từ đầu. Cuối cùng là quảng cáo, một cách để tạo doanh thu bằng cách đặt quảng cáo trên các trang web như YouTube hoặc blog cá nhân của bạn. Đây là một lựa chọn dễ dàng, nhưng trừ khi bạn thường xuyên tạo nội dung lan truyền, tốt nhất bạn nên coi đó là một nguồn bổ sung cho thu nhập chính của bạn. 6. Bạn không cần phải có một kế hoạch kinh doanh phức tạp để đưa một công ty mới thành công. Việc bạn lập kế hoạch chi tiết hoàn toàn không cần thiết khi bạn mới bắt đầu. Vấn đề ở đây là bạn thường thu thập nhiều thông tin nhất về điều gì đó trong khi bạn đang làm, chứ không phải trước khi bạn bắt đầu. Nhưng kế hoạch, theo thiết kế, được viết trước khi bất cứ điều gì xảy ra, thời điểm tồi tệ nhất để đưa ra quyết định. Trong mọi trường hợp, kế hoạch kinh doanh không phải là một hướng dẫn đáng tin cậy cho tương lai. Chúng được thiết kế để thuyết phục các nhà đầu tư bỏ tiền vào một dự án kinh doanh mới. Nhưng hãy nhớ quy tắc đầu tiên của các doanh nghiệp tự do là giữ chi phí thấp. Nếu bạn không cần đầu tư, bạn không cần một kế hoạch kinh doanh chi tiết. Tất nhiên, điều này có nghĩa là bạn sẽ đi vào những thứ không được chuẩn bị trước, nhưng đó chính là vấn đề. Bằng cách dành ít thời gian hơn cho việc lập kế hoạch, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để thực hiện. Đời sống tự do của tôi là một đóng góp có giá trị cho những người đang trên hành trình phát triển bản thân và đang vật lộn với sự cân bằng giữa công việc, cuộc sống. Cảm ơn bạn đã lắng nghe hết video này. Hy vọng nó giúp ích cho bạn một phần nào đó. Hãy để lại một like và bấm theo dõi kênh để được nghe những phiên bản tóm tắt tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!